cơm thì em chia cho mọi người ăn. Cái đó là em có lòng tốt, chị nói vậy quan cho em chồng em. Cái lòng tốt của em nó đặt không có đúng hoàn cảnh, không có đúng chỗ. Em nghĩ làm sao mà trời ơi, bữa đó ha, à chị thấy cái gì dưa muối mà em cho chị hứng hơ, hứng hang ha, hứng hở. Và chị đã làm gì? Chị làm một cái bữa cơm ngon cho chồng chị đi mệt về. Rồi chị chiên cá chiên lên đó để mà ăn với dưa muối là hết bá cháy. Đó, chị cũng nghĩ như vậy là chồng chị sẽ khen chị, trộm này vợ đảm đang quá, là tối nay chồng sẽ thưởng cho chị. Đó, thưởng tiền cho chị để chị đi shopping. Đó, mà ai ngờ đâu mà sau khi mà anh ăn xong một cái chén dưa muối đó, anh phun ra anh nói em nấu cái gì vậy? Em hôm nay em làm cái gì trong bữa cơm của anh? Nó quá mặn. Em tưởng em làm gì là em mặn mồi hả? Không hề, rất mặn, làm anh nó rất dễ làm cho anh bị thần. Đó. Ảnh nói là chị hại ảnh, cho nên là bây giờ là cái cuộc sống gia đình của chị tan nát là tại vì em. Gia đình của chị đang đứng trên bờ vực thẳm là tại vì em. Sắp tới ly dị là tại vì em. Thôi. Chị nói quá, cái đó là nhiều khi gia đình chị là không hợp với cái khẩu vị mặn đó thôi. Thôi gì nữa đâu mà khóc với sầu. Em thấy chưa, một nạn nhân nữa đó. Còn gì nữa đâu. Bé lại đây cưng, chị chia sẻ. Lại đây, ngồi xuống đây. Chị chia sẻ cái niềm đau với cưng, chị biết. Anh buồn chuyện khác đúng không? Không phải là chuyện dưa, cái dưa muối của em đúng không? Không phải đúng không? Ai mới nhắc cái gì? Ai mới nhắc cái dưa gì? Dưa muối. Đừng nhắc tới hai từ đó. Đừng nhắc tới hai từ đó. Sao vậy? Trời ơi, Tường ơi, tương lai sự nghiệp của em sụp đổ vì cái món dưa muối. Duyên Hoàng nha, nói cho đàng hoàng nha. Đó, cái cho ông đi diễn đó là nghề nghiệp của ông. Là cái nghiệp vụ của anh diễn không được thì anh bị chửi thôi, mắc gì về cái dưa muối của em. Tư ơi, một dự án điện ảnh lớn, em được mời vô đó. Đạo diễn danh tiếng Annie Nguyễn. Wow. Mời em vô. Sụp đổ. Trời ơi, sụp một cái rầm. Là tại gì? Một cái vai tâm lý. Em đang khóc mà em chỉ được hai phân đoạn thôi, nhưng mà hai phân đoạn đó là đánh dấu cả cuộc đời em nha. Sao em đang khóc em khóc giữa chừng, em phải ôm bụng khoan cắt cho em vô toilet, xong chạy ra xong diễn chuẩn bị khóc cắt em một lần nữa thôi, em vô toilet xong chạy ra nữa. Rồi liên quan gì cái dưa muối của tôi? Nó cay quá, nó cay đến nỗi mà cái bụng anh cồn cào anh chịu không nổi luôn em. Từ hôm qua là anh không ăn được gì luôn. Đừng nói nữa, em đem Nguyễn Hữu đó đi bỏ được chưa? Lại em. Ủa cái gì? Ủa? Cái gì vậy? Chính. Chính. Ngồi đi Chính. Cái gì mà căng thẳng quá vậy? Ngồi Chính, ngồi mà Chính ngồi. Cái nào uống dữ vậy? Dạ. Ai uống dữ vậy? Dạ con Chính. Sao vậy, vụ gì vậy? Chính ơi, gia đình con tan nát. Tan nát là tại vì dưa muối của con Duyên không đó Chính. Con muối sao mà bị ta la? Con muối dưa mà giờ nó lỡ mặn với lại nó cay quá. Mà giờ nó mặn cay vậy á, ăn đâu có được đâu. Mình sửa lại, mình làm lại được mà con. Đâu cần phải đi bỏ như vậy, uổng quá nè. Bây giờ nghe lời Chính nè, ha, chịu khó giờ đổ cái hũ dưa muối ra. Rồi con sắc nhỏ lại. Con sắc dưa muối á, dưa sắc nhỏ lại. Rồi xong con á là coi như là mình trộn vào dưa muối với lượng nước nha, rượu pha vô trong nước mà theo tỷ lệ là 50-50, 50 nước, 50 rượu, là tự nhiên là cái muối của con hay nó mặn, nó cay cỡ nào nó sẽ nhả ra hết. À, là chỉ cần một cái thủ pháp đơn giản vậy thôi đó. Con chỉ cần con pha loãng rượu với lại nước theo tỷ lệ 50-50, xong sắc nhỏ vô muối. Mình sắc ra, mình bỏ thì vô khi nó sẽ hòa vô cái vị mặn đó, nó giảm bớt. Nó giả ra cái mặn với lại cái cay là bớt liền. Vậy là dưa muối vẫn ăn được bình thường. Vẫn ăn được bình thường, đừng có bỏ ra chơi, còn nếu bỏ thì cho Chính. Không, Nguyên Hữu ba da lớn lắm, giờ để con làm liền, xong rồi để em sẽ cứu lại cái hạnh phúc gia đình của chị. Đúng rồi. Khi mà muối lại mà ăn được rồi, em sẽ đưa cho anh lên, anh mời đoàn. Mời đoàn đúng không? Là nhiều khi cứu lại cái sự nghiệp của anh. Chính xác. Hay quá Duyên ơi, em làm liền. Ừ. Và sau khi chúng ta ngâm dưa muối mà lỡ mà làm bị mặn với lại bị cay đó vào trong cái dung dịch rượu và nước đã pha loãng thì sẽ giảm được cái vị mặn và vị cay đó. Mấy chị yên tâm nha, nhớ lưu lại mẹo vặt này nha, để có thể có được món dưa muối thật là ngon trong bữa cơm gia đình của mình. Chúc mọi người thành công.